Mỗi khi Samsung ra một thiết bị mới, mình thường có, à thôi là hãng nào cũng thế thôi, mình sẽ có một cái video đó là ê, ra máy mới rồi mua máy cũ thôi. Lần này không ngoại lệ, đó là Galaxy S8, S8 Plus đã ra mắt thì chúng ta có nên mua S7 Edge hay không? Mình sẽ cùng các bạn chia sẻ trong video này. Và câu trả lời của mình là nên chứ, tại sao lại không? Vì đơn giản, nếu ngay lúc này các bạn muốn mua một chiếc Galaxy S7 Edge, ví dụ như màu Blue Coral này cũng đang có tại ClickBuy, họ đang cung cấp với mức giá cũng rất hợp lý. Và S7 Edge đang tụt giá rất nhanh, đặc biệt là S7 với phân khúc giá bây giờ chỉ là tầm trung 6-7 triệu đồng. Mà khi mua máy cũ các bạn nhớ kiểm tra kỹ như test áp suất rồi cũng như thiết kế bên ngoài vân vân và vân vân. Đầu tiên thì về cái chiếc máy này tại sao nên mua, đó là xét về cấu hình Galaxy S7 FPS cũng đang sử dụng là 4GB RAM chip 820 hoặc Exynos 8890. Đây là một cái cấu hình dư sức đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng, đặc biệt là dung lượng RAM của nó cũng bằng với S8, nên các bạn sẽ không sợ là nó sẽ bị quá chậm hay quá yếu so với Galaxy S8 lỗi thời hay về cấu hình. Thì ngay bây giờ những chiếc máy mới như Xperia XZS cũng đang sử dụng chip 820 thì không có lý do gì mà các bạn phải xoắn khi chiếc S7S của mình cũng đang sử dụng cấu hình này, vì cái bản mà mình đang có trên tay là bản Mỹ sử dụng cái chip Qualcomm Snapdragon và nó có đem lại cái trải nghiệm hiệu năng là cực kỳ ngon, khả năng chơi game không có gì phàn nan. Và đương nhiên con chip này có sự hữu dụng đó là 4G tại thị trường Việt Nam chúng ta hoàn toàn bình thường. Lý do thứ hai là chúng ta nên vẫn đang sử dụng FPS, đó là về cái màn hình hiển thị. Thực ra đến bây giờ độ phân giải 2K gần như là ngưỡng là các nhà sản xuất vẫn sẽ duy trì cái chuẩn 2K này, mình nghĩ trong vòng khoảng 2-3 năm tới, vì lên 4K không mang nhiều ý nghĩa ngoài cái việc là phô trương thanh thế. Màn hình của chiếc F7S chúng ta sẽ có kích thước là 5.5 inch, so với màn hình của S8 thì nó nhỏ hơn một chút xíu, nhưng nó vẫn phù hợp cho việc giải trí xem phim lướt web chơi game. Trừ S7 là mình thấy hơi nhỏ ra, nhưng F7S là 5.5 inch là một con số đẹp và nó vẫn rất quyến rũ, đặc biệt là nó cũng có sử dụng cái màu Blue Coral này, thì nhìn ở góc độ nào, đặc biệt ở mặt trước thì trông nó phải nói là rất là ấn tượng và đem lại cái trải nghiệm không có gì phải chê. Màn hình của S8 có thể là tốt hơn với các công nghệ như kiểu HDR các thứ, nhưng thực ra thì cái trải nghiệm của người dùng về các cái hàng ngày như là lướt web xem phim chơi game không khác biệt nhiều, vì cái HDR kia chỉ thực sự kích hoạt trong một số nội dung đặc biệt mà chắc Việt Nam mình sẽ không có đâu. Và đối với chiếc Galaxy S7 FPS thì năm nay lại may mắn là nó không có sự khác biệt nhiều so với camera của S8. S8 giữ nguyên thông số phần cứng về cấu hình với 12 megapixel khẩu độ f1.7. S8 chỉ cải thiện đó là về cái thuật toán xử lý hình ảnh, phần cứng thì lại không thực sự đột phá. Do đó những bạn nào mà đang muốn mua một chiếc camera chụp hình đẹp thì rõ ràng S7 FPS sẽ không cần phải lo lỗi thời, và các bạn có thể chờ đợi các bản ROM sau này thì sẽ được hoàn thiện trên S7 FPS, cải thiện khả năng chụp hình tốt hơn hay là mang các tính năng từ S8 xuống là một cái điều chúng ta có thể kỳ vọng được. Và thứ tư là về dung lượng pin, F7 và FPS cũng không khác nhiều pin so với lại S8 khi mà pin cũng là khoảng 3500 mAh. Với FPS như thế là thời lượng on screen của nó sẽ không hề kém so với S8. Một số bài test gần đây của một vài trang đã cho thấy là thời lượng pin tương đương, thậm chí là FPS có phần là nhỉnh hơn một tẹo. Chắc là do S8 có thể là bản chưa final, hoặc là ít ra thì con số bằng nhau thì mình nghĩ là nó sẽ không thực sự chênh đâu, nên các bạn hoàn toàn yên tâm về vấn đề này. Và cuối cùng là bộ đôi Samsung Galaxy S7 FPS vẫn có, đó là về cái cảm biến vân tay ở mặt trước, và chúng ta sẽ không bị đưa phím cảm ứng vào bên trong màn hình. Đó là một trong những cái mà rất nhiều người cảm thấy hơi buồn ở Samsung khi họ được phím cảm ứng vào trong màn hình. Một số người cho rằng là điều đấy sẽ choán đi không gian, làm cho các bạn cũng thấy khó chịu vân vân và vân vân, và vân tay lại đặt ở phía sau, một vài bạn lại ngón tay ngắn quá không sử dụng được. Cá nhân mình thì mình không quan tâm lắm, vì chắc chắn là với S8 mình vẫn sẽ sử dụng được, nhưng với những bạn nào mà vốn không ưa phím cảm ứng bên trong và cũng như không thích cảm biến vân tay phía sau thì các bạn có thể sử dụng S7 và FPS ngay bây giờ, vì nó sẽ có đầy đủ những cái việc mà các bạn vẫn yêu thích ở Samsung. Khi mà S8 sẽ không còn khả năng double tap về phím home, mở nhanh camera nữa, thì những người yêu thích cái tính năng này của Samsung nên mua S7 và FPS. Có thể nói nếu xét ra S8 là một sự vượt trội so với FPS, mình thấy là chắc chắn, đặc biệt là về phần thiết kế, về màn hình này, về con chip mới, rồi cũng như là các tính năng thông minh trợ lý ảo vân vân. Nhưng xét tổng thể là cái nhu cầu của người dùng thì S7 và FPS không hề lỗi thời và kém cạnh quá, nó vẫn đáp ứng được những gì các bạn cần, nên mình nghĩ bây giờ mua là hợp lý với mức giá của S7 và FPS quá rẻ ở cái hàng line new. Còn hàng mới bây giờ cũng đã giảm giá đi đối với những cái máy 2 sim, và nếu mua mình khuyên các bạn nên mua các cái bản của Hàn thì sẽ được hỗ trợ ROM ngon hơn. Máy Mỹ thì lại được cái là có thể nhiều sự lựa chọn hơn, và đặc biệt là dùng chip Qualcomm lại có khả năng chơi game tốt hơn đó. Thì các bạn có thể tùy tâm tùy tính và có thể truy cập website ClickBuy tham khảo giá bán chi tiết. Nhớ đi mua máy kiểm tra kỹ để được sản phẩm tốt nhất. Hẹn lại anh em trong các video lần sau.